Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn đăng ký nhận hai chục lấy 20 ít này đi đầu tư nhận tiền hàng lãi, nhận lãi nha các bạn. Đây là có nhiều nước chơi lắm các bạn. Nè, nhiều người chơi lắm các bạn. Lãi rất là cao luôn. Rồi các bạn bấm vào bắt đầu ngay nha các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha các bạn. Rồi các bạn điền thông tin vô, tên, địa chỉ mail, mật khẩu, rồi này các bạn điền tên, địa chỉ mail, mật khẩu, rồi các bạn bấm vào tôi không phải là người máy. Kèo này chắc ngon nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút đăng ký nha các bạn. Các bạn chờ chút nha. Rồi ra một cái giao diện như vậy nè các bạn. Chưa. Rồi các bạn, sau khi các bạn đăng ký xong, các bạn click ba dấu gạch nè các bạn. Các bạn bấm vào nút đầu tư tiền gửi nữa nha các bạn. Một này nè các bạn. Bấm vào rồi, minimum là mình sau khi các bạn đăng ký với link mình, các bạn được 20 ít nè các bạn. Rồi các bạn đầu tư luôn nha các bạn. Các bạn bấm vào đây nè. Các bạn đăng ký rồi bỏ đó đi, các bạn nhận lãi ăn nha các bạn. 20 ít rồi các bạn chọn xuống dưới đây một ngày các bạn. Các bạn chọn chữ. Rồi các bạn xuống đây chọn một tiền thưởng nha các bạn. Rồi. Nè các bạn, mình chọn gói 60 ngày nha các bạn. 60 ngày lợi nhuận hàng ngày. Mình chọn gói là 60 ngày. Sau 60 ngày các bạn nhận được 39 đô, gần 40 đô nữa các bạn. Rồi mình qua mình kiểm tra cái ví mình coi, vô bảng điều khiển tài khoản của tôi coi. Các bạn chờ lót chút nữa các bạn. À, các bạn vô ví tiền coi. Ta máy nó chậm quá ta. Rồi các bạn đầu tư, các bạn chọn gói 65 ngày nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút trả nha các bạn. Rồi như vậy là nó đã you internet help ben đi làm thành công nha các bạn. Sau 45 ngày các bạn vô rút tiền, sau 65 ngày các bạn vô cái mục withdraw nữa các bạn. Rồi các bạn thanh toán qua là BE nè, Bitcoin nè, Litecoin nè, TH Bitcoin, Bitcoin Cash rồi nè, Litecoin rồi các bạn. Tại các con các bạn chiếm đi lợi nhuận nó tới các cao các bạn. Các bạn muốn đầu tư thì các bạn đầu tư nha các bạn. Mà mình khuyên các bạn đừng chơi vư đầu tư nha các bạn. Vì rủi ro mình không có biết. Nè. Các bạn đầu tư thì các bạn bấm vào deposit này các bạn. Thôi đi, mình không có hướng dẫn một ngày đâu, mình không khuyến khích các bạn đầu tư đâu. Vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Xin chúc cho các bạn sự kiện này cũng từ ngày 19 là kết thúc nha các bạn. Các bạn nào mà có xem video này thì hãy chơi còn. Rồi các bạn hãy like và subscribe ủng hộ mình các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha.